dạo gần đây món chè tuyết yến nhựa đào đang gây lên cơn sốt món chè này giúp làm đẹp da thanh mát cơ thể được nhiều người tìm mua không ít người đã tìm cách nấu chè yến tuyết nhựa đào để tiết kiệm chi phí và không phải nghi ngờ về nguồn gốc chất lượng với những nguyên liệu giải nhiệt như tuyết yến nhựa đào chè tuyết yến nhựa đào đang trở thành món ăn gây sốt với các chị em trong những ngày nắng nóng điều gì làm nên món chè tuyết yến nhựa đào bổ dưỡng chè tuyết yến nhựa đào có rất nhiều công dụng giúp làm đẹp, da rẻ mịn màng, tràn đầy sức sống, bởi vậy, chè tuyết yến nhựa đào còn có tên gọi khác là chè dưỡng nhan. Các thành phần trong món chè yến có tác dụng giải nhiệt, thanh mát cực kỳ hiệu quả, món chè ngon có hai thành phần chủ chốt tạo mang đến công dụng tuyệt vời là tuyết yến và nhựa đào. Nhựa đào, nhựa đào còn được biết đến với cái tên mỹ miều khác là lệ hoa đào, nhựa đào có khả năng hạ lipid trong máu chống nhăn và trẻ hóa da chứa hàm lượng collagen cao giúp da trở nên căng mịn và sáng hơn đặc biệt tốt cho những người bị các bệnh lý về đường tiêu hóa dạ dày ngoài da nhựa đào còn có công dụng làm giảm căng thẳng stress khiến đầu thông thoáng suy nghĩ tích cực hơn tuyết yến hay còn gọi là tổ yến thực vật đây là thành phần quan trọng trong cách nấu trẻ yến tuyết nhựa đào nó có chứa rất nhiều protein và collagen tuyết yến có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch tăng độ đàn hồi săn chắc cho da, nhuận tràng, đồng thời tuyết yến còn giúp giảm mỡ, giữ ấm cơ thể. Giúp phát triển trí nhớ và kích thích tư duy sáng tạo ở trẻ, trẻ yến tuyết nhựa đào không chỉ dành cho chị em phụ nữ, mà còn có thể dùng cho cả trẻ nhỏ với liều lượng nhất định, nhựa đào và tuyết yến là linh hồn của trẻ dưỡng nhan. Các thành phần còn lại như hạt sen, hạt chia, kỳ tử, để vị trẻ trở nên phong phú hơn. Bên cạnh đó việc sử dụng đường phèn thay đường cát trong cách nấu trẻ tuyết yến nhựa đào cho vị ngọt thanh không lo béo, uống vào thấy người man mát, da rẻ có sức sống hơn, cách nấu chè tuyết yến nhựa đào. Để nấu được món chè tuyết yến nhựa đào đúng cách, đảm bảo chất lượng, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau. Tuyết yến, 3 viên, nhựa đào, 5 viên, hạt sen tươi, 20 viên, táo đỏ, 3 quả, long nhãn, 5 quả. Một nhúm kỳ tử, một nhúm bổ mễ, đường phèn, 5, 7 viên, tùy khẩu vị, quy trình nấu chè tuyết yến nhựa đào. Bước 1. Ngâm tuyết yến và nhựa đào khoảng 12 tiếng, có thể để qua đêm, cho nở ra, bổ mễ ngâm khoảng 8 tiếng là có thể sử dụng. Sáng ra chỉ cần chất nước, rửa lại cho sạch và để ráo, riêng nhựa đào có nhiều bụi bẩn nên rửa kỹ hơn. Bước 2. Chuẩn bị một nồi đổ sẵn nước tầm 1,5 lít, đun cho nước sôi lan tăn, rồi thả hạt sen vào đun tầm 10 phút. Sau đó, bỏ long nhãn và táo đỏ đã được chuẩn bị vào nồi, đun tiếp 10 đến 15 phút đối với táo đỏ nên khứa vài đường để mùi vị dễ lan tỏa hơn. Bước 3, sau khi đun sôi long nhãn và táo đỏ. Để nhỏ lửa, cho tuyết yến và nhựa đào vào đun tiếp trong vòng 3 phút, hớt bớt bọt phía trên tránh nước trào ra. Rồi cho thêm đường phèn đun thêm 5 phút rồi tắt bếp, vậy là bạn đã có món chè yến tuyết nhựa đào thơm ngon rồi. Cách nấu chè yến tuyết rất dễ, có thể dùng ngay khi vừa nấu hoặc để nguội cho thêm hạt chia vào cho bắt mắt và để đủ lạnh ngăn mắt với món chè tuyết yến nhựa đào bạn có thể để tủ lạnh mà vẫn giữ được chất dinh dưỡng ban đầu hoặc có thể biến tấu đổi vị cho cả nhà với nhiều món ngon từ yến như chè tổ yến đậu xanh chè yến hạt sen hay thanh đạm với yến trưng đường phèn cách nấu chè yến tuyết nhựa đào rất dễ mà lại mát bổ dưỡng mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho người dùng đây là lý do tại sao chè dưỡng nhan đang gây sốt suốt thời gian gần đây tuy nhiên người dùng cần tham khảo lựa chọn kỹ càng khi chọn mua nguyên liệu để thu được thành quả tuyệt hảo nhất